Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 18 tháng 7. Rồi tiếp tục em lại giới thiệu các bác một số sản phẩm mới nhé. Thì theo yêu cầu các bác là thích lên dàn đại thì hôm nay em sẽ lên cho bác hai bộ dàn đại lớn nhé của hãng Tinnic. Và có hai cặp loa karaoke nhé. Hôm qua thì em có lên một cặp rồi bán rồi, hôm nay lại lên hai cặp nữa, loa rời này của dòng D2. Rồi dàn chân 5.1, dòng này là dòng lớn nhá, dàn chân 5.1 lớn bass 20 đây. Và trên này thì có hai bộ dàn, đặc biệt có bộ màng gỗ dòng JVC S5 cũng nhá. S5 thì nó là cao cấp nhất của hàng dòng S rồi. Có Bluetooth luôn đó. Đó, dàn đại này, tí em sẽ giới thiệu lần lượt nhá. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một, báo giá luôn các bác nhá. Thì đầu tiên đây là một bộ dàn của hãng Kenwood. Bộ này là bộ, hai cái bộ này đều hàng đấu giá các nhá. Mấy cái dàn này đều đấu giá hết các nhá. Hàng đẹp. Rồi bộ Kenwood này thì dòng K521. Bộ này thì về tình trạng là CD không đọc các nhá. Cho CD vào thì nó không nhận. Đấy, nhưng mà em cũng không mở ra, các bác nào mà có nhu cầu chơi CD thì kiểm tra lại nhá. Nhưng con này hay cái nó có USB và nó làm đầu phát USB luôn nhá, cho âm ly khác, và đặc biệt nó có giải mã luôn nhá. Hiện tại em cũng đang cắm giải mã này. Đấy, đang cắm giải mã luôn á. Đây cổng quang vào này. Có loa đẹp, chạm bắp chuối, có cổng quang in out đầy đủ nhá, có sub out. Đấy, hiện tại em đang bắt giải mã này. Bát lực lắm. Con này có USB không nhá, có USB luôn, chạy tốt luôn, làm đầu phát cho âm ly khác tốt nhá, làm giải mã, con giải mã hay cực kỳ luôn, và nó hay ở cái đầu này, cái đầu này hay lắm, có khiển học cho bác luôn nhá, K521, mặt gương luôn nhá các nhá, loa đẹp, tất cả đẹp hết rồi, chỉ có CD cũng đọc thôi, hàng đấu giá về em bán 2,4 triệu thôi nhá. So với cái hàng mà chạy CD là mất 400 đấy, thường 2.8 thôi. 2,4 triệu con nhá. Tiếng hay lắm. Bóng tiếng bao hay, có khiển học luôn con nhá. Rồi sang bộ tiếp theo là bộ JBC. Bộ số 2 nhá. Bộ số 2 là bộ JBC S5. Cái bộ S5 này thì loa của nó khác với bộ S1 và S3 là cái loa nó sâu hơn nhá. Ví dụ như S1 thì S1 S3 nó chỉ đến đây thôi. Nhưng mà S5 nó sâu hết này luôn nhá. Con này là cao cấp không nhá. Có CD, có USB. Rồi đặc biệt nó có Bluetooth, có NFC một chạm, đó là cao cấp nhất của dòng đó rồi. Loa màng gỗ thì em cũng nói nhiều rồi, nó là độc quyền của hãng rồi. Màng gỗ độc quyền hãng rồi. S5 thì nhìn nó khác với S1 là nó không có cái nút cao này, như đặc biệt nó có NFC một chạm nữa. Đây cái NFC này, loa cơ bản hàng bãi về không nhá, à xin lỗi, hàng đấu giá nhé, hàng đấu giá về, nhưng chỗ này nó hơi cấn xíu thôi, còn hàng đấu giá về đẹp lắm. Đây là hàng đấu giá không nhá, có AUX mấy dòng này 2016 lận nhá. Ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình. S5 các bác nhá, S5 màng gỗ độc quyền của hãng JVC, dòng cao cấp nhất của hãng rồi. Con này thì các bác đi lấy cái model S5 các bác check nhá. Này em bán cho các bác với giá 4,2 triệu. 4,2 triệu các bác nhé. Đó, S5 loa bằng gỗ nhé. Đây là S5 có Bluetooth luôn nhé. Mấy cái dòng kia nó không có Bluetooth đâu. Dòng này có đâu, dòng này cao cấp nhất của hãng luôn. Công nghệ mới.
Rồi có NFC một chạm, có Bluetooth nha, có CD, USB, AUX có đủ luôn. Nha. Rồi. Dòng này rất hiếm, lâu lâu mới có một bộ thôi các bác nhá. Rồi giá 42 triệu. Có S5 đấy, JBC S5. Rồi sang số 3 đây là bộ dàn này thì em test hôm qua, em có test rồi. Bác kia bác chốt mà sao không được chuyển khoản mà lại bán lại nhá. Nếu hôm qua các bác nào mà chốt sau mà báo em mà quên không có lưu số điện thoại nữa, hôm nay bác gọi lại nhá. Con này là dòng L1. Cái dòng này thì em cũng nói nhiều rồi, nó là cái súp này nó hay nhất trong cái dòng mà 5.1 loại, mà kể cả V20 không ăn được nó đâu nhá. Bởi vì sao, con súp này rất lớn luôn, súp này rất to luôn ạ. Có chiều sâu nó khoảng 50 luôn, cao bát 20 úp đất luôn các nhá. Đẹp như mới, hàng đồ giá đẹp như mới này, em quay kỹ các bác coi này, đẹp như mới luôn. Đây là cái rè của nó này, có cổng hai cổng lai, có cả hai ba cổng quang lận, ba cổng quang. Bao bạo lực luôn nhá, dòng L1A các bác nhá. Năm lo con trên. Dòng này thì em về á, em đủ luôn. Đủ dây AV của nó này, khiển này, đầy đủ, tóm lại đủ như mới luôn nhá. Như một bộ dàn mới, chỉ thiếu mỗi cái thùng xốp thôi. Đó. Như đặc biệt cái dòng này nó khác với cái dòng V20. V20 bây giờ họ cũng bán 3.5-4 triệu, và V20 khác nhé. Khác V20 là cái súp này rất là hay, súp hay nhất trong cái dòng mà 5.1 này. Cái súp này á, nó có cắm điện trực tiếp ngoài vào nhé, có cắm điện một mình nó một đấy luôn. Nghĩa cái súp này có thể chơi với cái bộ dàn Onkyo được nhá. Và có cổng súp out á, là chơi được nhá. Tất cả những cái bộ mà có súp cổng súp out là chơi được, riêng chơi độc lập nó được nhá. Chơi với bộ dàn Onkyo đờ nông, có những bộ dàn có súp out hay âm ly có súp out là chơi được nhá. Đó. Là lớn nhất trong hội luôn. Úp đất đẹp như mới các bác nhá. Giá 3,2 triệu. Cái bộ này, cái giá này thì em đã nghiên cứu rồi, đấy rất kỹ rồi, và cái về nó cũng không lời bao nhiêu đâu các nhá. Em đoán đúng giá 3,2 triệu bác nào mua được mua nhá. Bởi cái giá trị ở cái súp này, riêng cái súp này bây giờ bác nào thích mua rời cũng bán luôn. Cái súp này 2 triệu nhá, nguyên cái súp này 2 triệu. Nếu bác nào mua rời. Súp này các bác có thể về ghép với bộ dàn Onkyo nhà mình, hoặc là những cái bộ dàn Onkyo dòng mà như dòng Intex ấy, mấy cái dòng có súp out ấy, cáp vào ok chơi được nhá. Chơi cái nguồn điện độc lập luôn chứ không phải là dòng cao cấp đấy nhá. 3,2 triệu cho bộ này, nguyên bộ này nhá. Bác nào mua súp này 2 triệu. Đẹp như mới luôn, đầy đủ phụ kiện. Rồi sang số 4. Số 4 các bác nhá. Đây là một bộ dàn đại của hãng Technic. Bộ này hiếm nhá các bác nhá, hiếm. Bên này cũng bộ Technic nhưng mà bộ này hiếm hơn này. Bộ này có tên model là 8X860. Đấy, X860 phải sao nó hiếm, bởi vì cái model này nó làm ít. Nó làm như phiên bản đặc biệt đấy. Tại sao nó đặc biệt thì để em chỉ các bác này. Các bác nhìn thấy những cái âm ly Technic, thường nó có cái âm ly lớn ấy, thì nó có CD Technic và âm ly Technic nó có class AA. Thì trong cái bộ dàn này tích hợp cái công nghệ đó luôn. Class AA nhá. Đấy, cái âm ly class AA. Và cái CD này rất hay nhá, cái CD này nó chạy một con giải mã PCM54B luôn. Thật sự là PCM54B nó chỉ tích hợp trên con CD cao cấp của hãng thôi, thì nó không có tích hợp trên máy dàn, mà con này tích hợp luôn nhá. Và cái âm ly này cũng lớn nhá, âm ly rất lớn luôn. Và cặp loa này cũng vậy, cặp loa tới 130W một thùng ạ. Thường thì những cặp loa này 100W thôi, đây 260W luôn. Đấy, màng thì là màng da chăn này, nó kiểu như kiểu mấy cái dòng Bühner có dòng 730, 7740 ấy. Đấy, chính cái dòng 730, 740 nó hay, bởi vì nó bát thì nó nhỏ thôi, bát khoảng 23 thôi, nhưng mà nó tích hợp cái công nghệ cao cấp nhá, màng kiểu sần. Và cái loa này, con này là 6860. Loa này là SPAA2, có nghĩa là nó cùng với bộ luôn nhá, cùng một bộ. Tại sao nó ghi vậy? Là A2 nghĩa là nó ghi theo kiểu cái bộ class AA này, đó. Đấy, hai chữ A đầu tiên. Đấy, bộ dàn này thì nó có 5 thớt các bác nhá. 5 thớt thì cái cassette này thì cũng vẫn mở ra mở vào thì em bấm lên thế nó chạy này. Đó, thấy chạy. Nhưng mà không có test thử nhá. Cái âm ly này là dòng class AA là cao cấp rồi.
các bác nghĩ chơi dòng nào class A là biết rồi, nhưng mà đây lên class AA anh có nhá. Đấy, nó thích hợp trên cái bộ dàn nó khủng khiếp rồi, là dàn cao cấp và nó cũng là phiên bản đặc biệt luôn. À, chỉnh bát chất ba lăng đầy đủ nhá. Đó. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em. Này mỗi đứa một nơi em. Ở trên này là cái equalizer các bác nhá. Equalizer này thì nó có thể chỉnh độc lập đứng bên một. Đấy, quận trọng chỉnh lên. Bên này vẫn nháy bình thường nhá. Đấy, các bác chỉnh ok bên này. Đấy, ok bên này thì các bác bấm vào đây để cho nó đấy, bấm sang bên này chỉnh bên này. Đó, rất là dễ thôi. Đấy. Kể cả cái này về tắt bên có nhá. Tắt on off bên này, on off bên này. Đấy, độc lập luôn. Hai vế độc lập nhá. Rồi quay phía sau các bác nhá. Cái âm ly này thì cái dàn đấy. Đây dàn dây rời luôn 130W hùng nhau nhá. Đây là cao cấp đấy. Chạm phía sau của dàn này còn rất đẹp nhá. Nhìn này còn rất đẹp luôn ạ. Có quạt thông gió nhá. Trong này có quạt thông gió luôn các bác nhá. Đó. Độc lập từng thớt một các bác nhá. Đây phía sau này, loa đẹp. Đấy. Đây em đã chơi ối từ theo bước đời cho dù chưa lần nói, nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sau đợi thương tiếc nhiều đâu bấy nhiêu mình chia tay đi. Còn rất đẹp không nhá, chuyển đấy CD này. Next bài. Come on everybody. Rồi next bài này. CD đọc rất tốt. Rồi đây là một bộ dàn hiếm và dòng cao cấp các nhá. Giá 6,2 triệu cho bộ dàn này, bộ dàn rất rất lớn nhá. Nó chiều ngang nó khoảng gần 1 mét, chiều cao khoảng 55-58 gì đấy nhá. Đẹp keng luôn, bộ này đẹp lắm. CD đọc tốt, tóm lại chạy CD các thứ đều ok hết các bác nhá, OX. Rồi giá 6,2 triệu các bác nhá cho bộ dàn này, bộ dàn này hiếm lắm các bác nhá. Dòng chạy class AA đấy. Rồi 6,2 triệu, rồi sang tiếp sang đây là bộ dàn Technic D5000. Hình bữa trước em cũng có bán một bộ D5000. Đấy. D5000 các bác nhá. Loa này, tuyến loa đẹp bắt 23 kiềng trắng. Rồi bên này thì tất cả đây đều có đủ lưới hết các bác nhá. Bên này âm ly này nó cũng độc lập luôn, nó chơi tất cả thớt, bên này cũng thớt độc lập và bên này cũng thớt độc lập nhá. Dòng Technic hay vậy. Và cũng có chỉnh bát chất ba lăng như một bộ dàn bình thường. Đây là em đang xài CD nhá. Cái con dòng này thì nó dễ cái là nó sao nó có cần chỉnh rất dễ luôn. 2, 4, 6, 7 cần. Cassette nhá. Cassette dưới này thì em không có test. Ra vào bình thường, con mới lắm. Cassette thì từ trước này không có test rồi. Rất là mới luôn. CD đọc tốt nhá. Equalizer nét. Và đặc biệt con này thì nó chạy bằng cổng quang được không nhá. Chạy cổng quang, các bác nào mà chơi mà không muốn chơi CD mà chơi trực tiếp trên TV bằng đời mới bằng cổng quang thì chơi con này được nhá. Nhà em mình hiện tại đang còn một bộ dàn Orex nhá. Orex là nó là phiên bản của dòng Kenwood làm cho các bác nhá. Đầy đủ luôn, đầy đủ có cổng quang các bác nhá. Loa này, đấy, vuông thành các cạnh, quay các bác nhá. Vuông thành các cạnh các bác nhá. Thớt rời độc lập hết các bác nhá. Đẹp, em có
các bác nhìn thấy mặt đẹp không? Quay kỹ hai món này một chút. CD rất tốt. Hiện bài rất ngon lành. Chuyển bài này các bạn ạ. Mặt mũi đẹp hết nha các bác nha. Mặt mũi này các bác em quay kỹ một lần cho bác coi. Đấy. Rất là đẹp. Rồi giá của bộ này cũng là 6 triệu 2 các bác nhá. 6,2 triệu, bộ này đẹp lắm. Chạy full chức năng, chạy ngoài trừ cái cassette em không test thôi nhá, còn chạy hết nhá. Cassette cả năm vẫn chạy. Đẹp lắm. Một bộ dàn vừa trưng bày đẹp, vừa nghe nhạc hay, có thể gác băng số để hát karaoke được luôn. Hát karaoke gia đình thôi nhá. Đấy, đây là một cái bộ dàn. Đúng ra bây giờ nó chưa được, chưa bằng một kỷ vàng. Trước đây các bác, nhiều các bác lớn lớn tuổi biết mua một bộ dàn chung bé bé thôi cũng cây vàng mua được. Những bộ dàn này chắc phải cây rưỡi hai cây vàng mới mua được. Bây giờ nó chưa đến kỷ vàng, đẹp. Rồi giá phải cũng 6,2 triệu các bác nhá. Số 5. Rồi sang số 6 là một cặp loa của hãng Onkyo, dòng cao cấp các nhá, hàng đấu giá. Con này là D2E, màng trắng carbon, mũi đạn, lỗ thông hơi đây, còn đẹp nhé, còn đẹp. Quay phía sau này, chạm này, VIP luôn, đây loa này, vuông sành sắc cạnh luôn các bác nhé, nhìn này, 120W thùng, 240W cặp, lưới đủ nhé, đẹp, keng luôn. Đó, màu mận chín, các bác còn về, mua về, ghép. Quá tuyệt vời luôn. Rồi cặp loa này số 6 các nhá. Cặp loa này bên em đang bán với giá 2,2 triệu cho cặp loa cao cấp này nhá, 2,2 triệu số 6. Hôm trước bác nào hỏi cặp loa này đó, mua cặp này 2,2 triệu thôi. Rồi sang cặp loa số 7. Cặp loa số 7 là cặp loa của dòng Bühner. Để em coi, Bühner này là dòng V11. V11 các bác nhá. V11. Cặp loa V11. V11 và V21. V31 nó giống nhau nha, nó chỉ khác nhau đúng cái khác nhau cái e căng thôi. Đấy, ví dụ như này, e căng này, còn V21 nó khác biệt ở cái e căng thôi nhá. Và hôm qua em bán cặp V31 nó cũng thế thôi, còn tuyến loa giống nhau. Dòng chuyên karaoke của Nhật nhá, đặc nó là dòng Bühner, thương hiệu nổi tiếng chuyên karaoke Nhật. Và các bác biết là tất cả cái này nó có cái chấp xoay. Chấp xoay này để cho các bác điều hướng, các bác mua treo lên á, các bác theo thích hướng nào thì là hướng đó, hoặc các bác là thích ngồi chỗ nào hát hay mà nó bị chép, nó bị hú thì các bác xoay nó nhá, xoay ngược xoay xuôi các kiểu luôn được. Nó rất là hay. Đấy, lỗ thông hơi về trước. Loa cơ bản còn đẹp nhá các bác nhá, 150W một thùng. Karaoke thì loa 150W thùng là lớn rồi các bác nhá. Đó, vuông thành. Đó. Karaoke 150W thùng là lớn lắm rồi đấy. Chuyên karaoke của Nhật đấy. Bác nào chơi cái dòng này hiện tại em đang xả giá các bác nhá, đang xả giá. Bước trước là toàn bán 3,2-3,3 thôi. Rồi lưới rất đầy đủ, con số 7 này là V11 nhá. V11. Tóm lại là nội thất các thứ chứ không khác nhau cả, chỉ khác mỗi cái ấy thôi. Mỗi cái lưới thôi. Rồi. 2,8 triệu nhá, số 7 này. Sang số 8, số 8 là cặp loa V21 nhá. Loa chép các thứ nó vẫn xoay như vậy thôi, tất cả giống nhau hết thôi. Lưới mỗi cái lưới khác thôi. Đây, mỗi lưới khác, lưới kiểu này. Đó, lưới khác thôi. Cái bài nó như này, đó. Cũng tem đi đầy đủ nhá. Loa thùng bách vẫn còn đẹp. Đây. Đó. 100 con này
con này trùng CD luôn rồi. Cái này cũng không quan trọng lắm các bác nhá. V21 các bác nhá, V21. Thùng vách còn ok, cũng 2,8 triệu các bác nhá. Rồi 2,8 triệu. Hai cặp số 7 số 8 đều 2,8 triệu nhá. V11, V21 giống hệt nhau chỉ khác mỗi cái căng thôi. Bởi hai cái model này thì nó giống nhau, nó khác cái căng. Cùng hãng chuyên karaoke của Nhật nhá. Bioner V21 và V11. V21 là số 8 và V11 số 7 nha các bác nhá. Rồi vừa rồi em giới thiệu, hôm nay em chỉ giới thiệu 8 món thôi. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác. Cọc thì cọc vật tùy và sản phẩm thôi nhá. Nếu mà dàn này các bác phải cọc cho em 150 mới đi hàng được. Còn chuyển khoản hết em bao ship nhá, bao ship toàn quốc. Rồi cảm ơn tất cả các bác.